Thời điểm đầu hè, trên khắp các hội nhóm đồ ăn, mặt hàng kem được ưa thích và buôn bán nhộn nhịp hơn cả. Đa dạng về hương vị, từ dâu tây, khoai môn đến sữa dừa với giá chưa đến 10.000 đồng một hộp nửa kg. Những loại kem này thường được người kinh doanh tính theo cân, với giá mỗi cân đôi khi chỉ tầm 13.000 đồng nếu lấy với số lượng lớn. Phân phối chủ yếu qua các đại lý sỉ, đối tượng tiêu thụ chính của loại kem này là công nhân các khu công nghiệp. Đó là khẳng định của một kho kem nằm ở ngoại thành Hà Nội mà chúng tôi có dịp tiếp cận. Loại kem mà đơn vị này cung cấp có giá chỉ nhỉnh hơn một số mẫu được đăng bán online, dao động ở mức 25.000 đồng 1 kg, gồm 4 mẫu cơ bản, mỗi thành có khối lượng hơn 1 kg. Theo lời khẳng định của đại lý kem, loại kem cân mà cửa hàng cung cấp mịn, không lợn cợn như loại kem giá rẻ kia và có sức tiêu thụ tốt nhất hơn hẳn những loại kem có thương hiệu. Với mức giá nhập như này, đại lý cũng khẳng định về tiềm năng mang lại lãi của mặt hàng này. Nó chỉ sản xuất ra 4 vị, mỗi ngày rẻ ăn nó có 13 ấy, em có loại đấy không? Phải 13. Thì ăn nó vẫn sạch không? Dòng kem này bán chạy ở trên những chỗ khu nghiệp thôi, bình dân, giá bình dân, trên khu nghiệp bán được nhiều. Kem này em nhập về thì đổ những ở chỗ ma khu nghiệp, cả những học sinh cấp 2. Cái này thì bảo quản được lâu không? Thoải mái, kem này, hầu như kem này để trong tủ thì thoải mái. Nhưng mà tôi không hiểu là sạn, đây là sạn của mình, sạn là không gì đâu sạn. Những cái kem rẻ thì ăn nó xạo xạo, nó giống kiểu như cát, nó xạo xạo, đúng kiểu đấy, có nghĩa là cái chất kem này thì nó kem càng nhiều sữa thì nó càng mịn. Đấy, còn kem nào làm gì ấy là nó sẽ không được mịn. Để sản xuất ra những loại kem có giá rẻ như cho, phụ gia, hóa chất và nguyên liệu kém chất lượng chính là công thức cho những cân kem như trên. Tại một xưởng sản xuất kem tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mà chúng tôi có dịp tiếp cận, hóa chất, sữa bột kém chất lượng và chất kết dính là công thức để rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí cho những mẻ kem giá rẻ. Những xưởng kem này khi vào mùa có thể sản xuất hàng trăm tạ kem mỗi ngày. Những cái nguyên liệu gì để tạo thành cái kem như vậy? Ý là chị nói nguyên liệu thứ này thứ nọ thì từng đó, sữa với bột dừa với bột béo với đường đủ loại. Với cách thức trên, hàng trăm tạ kem được đưa ra thị trường với mức giá siêu hấp dẫn. Đồng nghĩa với những nguy cơ đến từ sức khỏe, từ việc sử dụng những loại sản phẩm như thế này. Trong quá trình chế biến thì thường người ta dùng phụ gia. Cái phụ gia ấy được cho phép với một hàm lượng thích hợp thì nguy hại có không? Có. Cho nên tôi nghĩ nhiều đến chỗ mà gelatin hoặc là các hợp chất khác mà người ta làm tăng độ dẻo mới là cái nguy hiểm. Những sản phẩm này là những sản phẩm gây ngộ độc mãn tính. Nó từng bước một, từng ngày một, mỗi ngày ngấm một tí, ngấm một tí, ngấm một tí. Rồi đến một cái giai đoạn nó bùng phát lên trở thành một cái bệnh. Đây là kem ký thành phẩm mà chúng tôi mua được. Mặc dù gói còn mới, nhưng cả hai đều để hở thay vì đóng gói kín lại để hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn. Màu sắc của kem tương đối đậm, minh chứng cho việc sử dụng một lượng tương đối nhiều màu hóa học. Với những túi kem như thế này, khó có thể đảm bảo về chất lượng. Người tiêu dùng tuyệt đối không vì ham rẻ mà lựa chọn những loại sản phẩm như trên để sử dụng.